Của mình trong series video của mình, thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cô giữ các bạn không trùn đó. Cô giữ các bạn. Thế. Cô một tí đâu cho xong một cái. Cô xong một cái. Cô xong một cái. Sao rồi? Cô một khác. Tôi hai con không? Đó, tôi hai con đấy thôi. Tôi đi, tôi đủ. Tôi vừa rồi. Bước. Bước cái gì? Thế nhưng bọn em trồn lột. Vậy đứa chơi mà chơi thật không? Đúng không? Khi phải đấy. Con mệt nè. Bước nè. Phone. Rồi. Được. Phải. Em hát hai cái mà. Đúng không? Đúng kia. Mẹ phải cái nhà làm được cái iPhone đây. Yeah.
Thằng kia mặc áo đen này nè. Nè, ta lại ngủ mẹ. Mẹ ơi. Chưa mẹ ngủ không đấy? Còn là chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ tiếp tục câu hỏi em. Sao kia lấy tao cái bọn này. Đi họ cái tao. Phải. Mẹ nào nhỉ? Chưa chắc là em và anh Bu. Đấy. Anh Bu bán FIFA không? Mẹ ngon mà. Cho mày xóa ván chơi luôn. Mày xóa. Thế cho mày xóa ván luôn. Để tập mày xóa luôn. Công ty bọn em anh bảo hơn Thank
Thấy con trai ơi à? Về anh ra thôi không tao mà tao làm mà không biết tiền sơn bị dầu